Xin chào các bạn, hôm nay mình xin làm một đoạn video ngắn review cái dòng máy hàng Corbe ARC220 và thử hàng que hàng 4.0 cho các bạn cùng xem. Đó, nhìn que hàng ha. Đó, so sánh que hàng 3.2 và qua đây qua hàng 4.0 mình để review với các bạn dòng máy này nhé. Đây, mình đang thử kéo liên tục que hàng 4.0 cho các bạn cùng xem như thế nào. Vì đây là nơi thử hàng á, nên tất cả cái vật liệu sắt nó đều là cái dấu hàng. Nên là mình thử hàng dí một im một chỗ mỗi hàng cho các bạn cùng xem nha. Đây là dòng máy hàng Corbe ARC200. Dòng máy này thì có thể hàng que hàng từ 2.5 đến 4.0 liên tục được nhé. Và dòng máy hàng Corbe này thì phụ kiện nó bao gồm một sợi dây kìm hàng 3m, sợi dây kìm mát 2m, mặt nạ hàng bố dội gọi sỉ và gồng theo phiếu hoành 18 tháng bên công ty bên mình. Dòng máy này thì được đổi một trong vòng 30 ngày. Nếu các bạn sử dụng mà bị lỗi ha. Và ngoài ra bên mình thì có hỗ trợ giao hàng miễn phí tận nơi. Các bạn có thể kiểm tra hàng ok rồi mà các bạn mới thanh toán. Các bạn có thể test máy luôn ha, test máy rồi các bạn mới thanh toán. Rất là tốt. Bắt lửa qua hàng 4.0 cũng rất là nhạy. Rồi hết qua hàng 4.0 rồi. Rồi mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video bên mình. Chúc các bạn có một ngày làm việc thành công. Chào các bạn.